Tôi chào tất cả các bạn học sinh khối 7 của trường Hậu Giang. Như vậy đầu bài ngày hôm nay các bạn mới xem một cái clip rất hay về một con sông. Các bạn biết đó con sông gì không ạ? Đó là sông Danh của tỉnh Quảng Bình. Và sông Danh này đã từng là nơi mà chia đôi đất nước của mình. Bữa hôm trước là mình học bài 20 đã hoàn tất. Thì riêng phần 4 La Mã của bài 20, bài 21 và bài 22 là chương trình của bộ giảm tải mình không học. Bữa nay mình sẽ tìm hiểu tiếp bài 23. Trước khi mà đi vào cái bài 23 thì hôm trước cô có nhận được một câu hỏi, các bạn hỏi là tại sao vào thời Lê Sơ người làm nghề ca hát không được đi học đi thi? Thì những người làm nghề ca hát là khi diễn một đầu kép là họ không phải diễn nhất định một vai nào đó, mà có họ có thể diễn được nhiều vai, lúc thì làm vua, lúc thì làm quan, lúc thì làm người phản nghịch, lúc làm cha, lúc làm mẹ, rất nhiều vai. Và những người trai gái diễn với nhau như vậy rồi bá vai bá cổ nhau ca hát thì theo nhà Lê đó là thói xấu và bị coi là vô luân. Nhà Lê không chấp nhận chuyện đó. Năm 1462 thì vua Lê Thánh Tôn đã quyết định là những nhà vườn chèo, con hát và những kẻ phản nghịch, ngụy quan có tiếng xấu thì bản thân không được đi học đi thi. Và chính cái luật lệ nghiêm khắc và vô lý của vua Lê Thánh Tông đã đẩy một số người trở về làng cũ học cày cho xong. Và phường chèo con hát thì bị vùi dập. Có lẽ chỉ vì là xã hội ta thời xưa quan niệm đó là lũ sướng ca vô loại, là một tầng lớp vô luân. Chính vì vậy mà họ không được đi học đi thi. Khác so với thời nay. Đó là câu điểm sơ về cái câu hỏi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái bài 23 về kinh tế văn hóa ha. Thì lúc nãy các bạn thấy đầu bài đó là con sông Danh. Do các bạn không học bài 22, các bạn sẽ không nắm được nội dung chính tại sao có sông Danh. Thì trong cái bài 22 phần 2 La Mã thì nói về hai cuộc nội chiến của nước mình, đó là chiến tranh Nam Bắc Triều và chiến tranh Trịnh Nguyễn. Và mỗi cuộc chiến tranh này, mỗi cuộc nội chiến này diễn ra gần khoảng 50 năm, gây đau khổ mất mát cho người dân rất là nhiều. Riêng cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn 7 lần đánh với nhau là 7 trận lớn bất phân thắng bại. Cuối cùng hai bên mới lấy sông Danh ở tỉnh Quảng Bình. Con sông các bạn mới coi lúc nãy là cái ranh giới chia đôi đất nước. Bạn nhìn đây nè. Đây là con sông Danh thuộc của tỉnh Quảng Bình, chia đôi đất nước từ sông Danh trở ra miền Bắc gọi là Đàng Ngoài, do vua Lê Chúa Trịnh cai quản. Tại sao gọi là vua Lê Chúa Trịnh nè? Bởi vì lúc này vua Lê không còn nắm thực quyền, tất cả quyền lực nằm trong tay Chúa Trịnh hết rồi. Vua Lê chỉ đang ngồi đó thôi. Bộ nhìn có nghĩa là nhìn ngồi thôi chứ không thật sự là không chứ có quyền gì cả ha. Còn đằng trong là từ sông Danh trở vào trong, gọi đằng trong, do Chúa Nguyễn cai quản. Các bạn nắm sơ về cái con sông Danh chưa, về tại sao, cho nên bài này mình sẽ tìm hiểu về kinh tế của đàng ngoài và đàng trong ha. Đây là hình nền, các bạn thấy đây là hình nền vẽ về phủ Chúa Trịnh rất là xa hoa. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu phần kinh tế. Bài này mình có hai phần là kinh tế văn hóa, thì kinh tế sẽ là phần trọng tâm mà cô dạy những bài trước rồi. Kinh tế thời phong kiến luôn luôn có những ngành chính nào ạ? Nó gồm có ba ngành kinh tế chính. Thứ nhất là nông nghiệp, được coi như cái nền tảng. Thứ hai là thủ công nghiệp và thứ ba là thương nghiệp. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về nông nghiệp. Nông nghiệp chia ra rất là rõ ràng là nông nghiệp bên đằng ngoài và nông nghiệp đằng trong. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về nông nghiệp đằng ngoài. Nông nghiệp đằng ngoài có những ý chính sau đây. Do các cuộc chiến tranh xung đột kéo dài, chính quyền Lê Trịnh, có nghĩa là vua Lê Chúa Trịnh, ít quan tâm đến công tác thủy lợi và khai quang. Tại vì sao chiến tranh? Chiến tranh kéo dài là chính quyền không quan tâm, dẫn tới là nền kinh tế nông nghiệp đồng ngoại ảnh hưởng rất là nhiều. Cái thứ hai, ruộng đất công, tức là ruộng đất của nhà nước, bị cường hào địa chủ đem cầm bán hết rồi. Còn ruộng đất một số thì bỏ hoang, mất mùa đói kém, người nông dân phải bỏ làng đi phiêu bạt. Tại vì sao? Tại vì người ta sống ở đó không được. Chiến tranh kéo dài, họ không làm ăn, không làm việc được gì cả. Cho nên họ phải bỏ làng đi phiêu bạt, đi tới nơi khác để sinh sống. Chính vì vậy mà nhìn chung, nông nghiệp đàng ngoài sa sút.
bạn nhìn những slide có hình cái viết, các bạn nhớ viết bài lại cho cô ha. Các bạn viết không kịp thì các bạn tua lại. Còn đây các bạn hình hình nền, đây là lũy thầy. Lũy thầy hay còn gọi là lũy Đào Duy Từ. Đây là một công trình quân sự được Đào Duy Từ chỉ huy xây dựng từ năm 1630 theo lệnh của chủ Nguyễn Phúc Nguyên. À, mục đích là bảo vệ đàng trong trước những cuộc tấn công của chú Trịnh ở đàng ngoài. Đây là lũy thầy. Còn mình qua nông nghiệp đàng trong thì trái ngược với nông nghiệp đàng ngoài thì nông nghiệp đàng trong, chú Nguyễn cấp nông cụ lương ăn, tổ chức khai quan lập làng ấp. Cấp nông cụ là gì? Nông cụ là những công cụ sản xuất nông nghiệp và lương thực cho người dân ăn đầy đủ để tổ chức khai hoang mở đất ra. Tại vì mở đất là từ cái sông Danh trở vào miền Nam mình, từ đây mở đất ra rất là nhiều. Và đặc biệt sự kiện năm 1698, chú Nguyễn cử Nguyễn Hữu Cảnh đi kinh lý phía Nam, lập phủ gia định. Thì phủ gia định gồm có hai dinh là Phiên Trấn và Trấn Biên. Chính vì nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên ở đằng trong á, tức là từ sông Ranh trở vào á, thì thuận lợi hơn so với miền Trung và miền Bắc ở đằng ngoài, nên nông nghiệp đằng trong phát triển rõ rệt. Bây giờ mình sẽ xem một cái đoạn phim về lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ha. Trong số những vị danh thần khai quốc có công mở mang bờ cõi, được người dân miền Nam hằng nhắc nhở, thì lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh chính là nhân vật đầu tiên. Khai phá biên cương yên xã Tắc, bảo tồn nền móng dựng sơn hà. Đó là một trong những câu đối mà chúng tôi đã bắt gặp tại những ngôi đền thờ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh ở phương Nam. Những nơi ông từng đi qua, từ Gia Định, Mỹ Tho tới Hậu Giang, Châu Đốc, đầu đầu người ta cũng lập đền thờ ông và quanh năm hương khói. Anh của vùng đất Quảng Bình, sinh ra trong thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh tàn khốc, nên từ rất sớm Nguyễn Hữu Cảnh đã chuyên tâm tập luyện võ nghệ, và ông cũng đã lập được những chiến công hiển hách từ khi còn rất trẻ. Mới ngoài 20 tuổi, ông đã được chúa Nguyễn Phúc Tần phong chức cai cơ, là một chức thuộc bậc cao trong giới võ quan. Người đương thời thì tôn vinh ông gọi là Hắc Hổ. Năm Nhâm Thân 1692, ông được phong làm thống binh, cầm quân dẹp loạn Chiêm Thành, bình định biên cương. Hai năm sau, ông lại được thăng làm trưởng cơ, lãnh chức trấn thủ dinh Bình Khang, nay là vùng Khánh Hòa, Ninh Thuận. Tháng 2 năm Mậu Dần 1698, dân lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu thống suốt Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược. Xét thấy vùng đất mới ở xứ Lạng Trông, trong khi đất đai rộng rãi mênh mông nhưng toàn sình lầy rừng rậm, nhân lực ít ỏi, di dân lập ấp tự do không quy củ, đời sống sinh hoạt vô cùng khó khăn, nên ông quyết định phải nhanh chóng thành lập các cơ sở hành chính để dễ bề quản lý, hỗ trợ di dân khẩn đất. Trong Việt Nam sử lược, sử gia Trần Trọng Kim chép rằng Nguyễn Hữu Cảnh đã lấy Đồng Nai làm huyện Phước Long và Sài Gòn làm huyện Tân Bình, đặt trấn Biên Dinh tức là Biên Hòa, Phiên Trấn Dinh tức là Gia Định, sai quan vào cai trị, lại chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng Bình trở vào để lập ra thôn xã và khai khẩn ruộng đất. Phủ Gia Định lúc bấy giờ từ Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè đến Long An, đất đai được mở rộng ngàn dặm, dân chúng tứ dạng hộ được quy tụ thành các xóm làng có sổ đinh sổ điện. Chỉ trong vòng một năm vào Nam kinh lược, Nguyễn Hữu Cảnh đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng đất mới. Không chỉ chiêu dụ di dân từ miền Trung vào khai khẩn đất quan, lập các minh hương xã cho người qua định cư và hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam, tổ chức hệ thống hành chính cai trị chặt chẽ từ cấp phủ đến cấp thôn ấp, Nguyễn Hữu Cảnh còn chú trọng phát triển thương mại, làm cho cù lao phố và vùng bến nghé Sài Gòn trở nên hưng thịnh. Mặt khác, ông còn tổ chức lực lượng quân sự tinh nhuệ để thực hiện và bảo vệ chủ quyền trên vùng đất mới. Nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng cho rằng dân lưu tán được thừa nhận là công dân của nước Việt, ruộng đất khai quang được vào sổ bộ chính thức, dân chúng coi ông như người đại diện của tổ quốc. Việc Nguyễn Hữu Cảnh thực hiện
là kết quả của nguyện vọng đã xuất hiện và đun đấu nhiều trong năm. Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, có thể thấy, ngoài công lao xác lập chủ quyền đầu tiên của người Việt trên vùng đất Nam Bộ, Nguyễn Hữu Cảnh còn có đóng góp rất lớn trong việc bình định an dân ở Nam Giang, Campuchia, đồng thời đặt nền tảng cho việc khẩn quan trên vùng biên giới An Giang. Sử cũ chép rằng, vào năm 1699, vua Chân Lạp là Jay Jetavun, còn gọi Nạc Thu, đem binh tấn công Đại Việt. Chú Nguyễn một lần nữa lại cử Nguyễn Hữu Cảnh làm thống binh, lo việc đánh dẹp. Thủy binh của Nguyễn Hữu Cảnh đã tiến thẳng đến thành La Bích, Nam Giang, đánh tan quân Nạc Thu. Sau khi vua Chân Lạp quy hàng, Nguyễn Hữu Cảnh cho thuyền ghé lại thăm nom, khích lệ dân chúng. Những hành động khoan hòa thiết thực, những cử chỉ chân thành thân ái của ông đã khiến cho người dân vô cùng cảm mến. Khi đại sự đã xong, Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở cồn Cây Sao, nay thuộc vùng Chợ Mới, An Giang. Không lâu sau, ông nhiễm bệnh và qua đời tại nơi đây. Thương tiếc bậc tướng quốc tài ba đức độ, cư dân Chợ Mới, An Giang đã lập đền thờ ông ngay tại dinh của ông lúc sinh tiền, gọi là dinh ông. Dù này cũng có những danh xưng riêng để gọi ông, như Lễ Công hay Ông Dưỡng. Trên cù lao Ông Dưỡng có hai dinh, đó là dinh ông Long Kiến và dinh ông Kiến An. Về sau, vì đất lở nên dinh ông Kiến An được chia làm hai, tức là có thêm dinh ông thị trấn Chợ Mới. Dinh ông thị trấn Chợ Mới có lối kiến trúc đặc trưng Nam Bộ, đi kèm với một số công trình đậm nét văn hóa dân tộc. Được biết, dinh đã được tỉnh An Giang công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Sự kính trọng mà người dân Cù Lao Ông Dưỡng dành cho Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh còn được tác giả Nguyễn Liên Phong nhấn mạnh trong tác phẩm Nam Kỳ Phong Tục Nhân Vật Diễn Ca như sau: Sông Lễ Công chỗ Cù Lao, miếu quan chữ lễ thuở nào lưu lai, Đồng Nai cũng có miếu ngài, Nam Giang châu đốt lại thay chỗ thờ. Coi ra hiện hách bây giờ, Cù Lao Ông Dưỡng tư cơ đứng đầu. Như vậy là mình mới xem về một đoạn clip nói về Nguyễn Hữu Cảnh, Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. À, bây giờ mình qua cái phần hai nhỏ. Hai nhỏ là gì? Là sự phát triển nghề thủ công và buôn bán. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu về thủ công nghiệp. Thì ngành thủ công nghiệp rất phát triển vào khoảng thế kỷ 17, xuất hiện nhiều làng thủ công nổi tiếng. Ở đây có một số làng thủ công nổi tiếng các bạn nhìn nè. Gốm Thổ Hà ở Bắc Giang, Thổ Hà là cái địa danh, còn Bắc Giang là cái tỉnh bây giờ. Thứ hai là gốm Bát Tràng Hà Nội. Thứ ba là rèn sắt ở Nho Lâm, Nghệ An. Và thứ tư là nghề làm đường mía ở Quảng Nam. Thì bây giờ mình sẽ xem một cái đoạn phim ngắn, clip ngắn về gốm Bát Tràng ha. Nằm bên bờ tà ngạn sông Hồng, Bát Tràng là xã thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, cách trung tâm thủ đô 12 km. Nói tới Bát Tràng là nói đến làng gốm sứ nổi tiếng, có lịch sử hình thành và phát triển gắn với 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Với những sản phẩm tinh xảo đáp ứng được các yêu cầu của đời sống thường ngày, không chỉ của các tầng lớp nhân dân lao động mà cả giới thượng lưu, vua quan triều đình, sản phẩm gốm Bát Tràng xưa kia từng được làm đồ tiến cống và được thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước phương Tây đến mua. Hiện nay xã có hai làng truyền thống với tên gọi làng Giang Cao và làng Bát Tràng đều đã được thành phố công nhận là nghề truyền thống từ năm 2009. Lịch sử ra đời và lịch sử nghề của làng gốm Bát Tràng được thể hiện rõ ở hai câu đối cổ ở tòa đại bái đình làng, đó là Bồ Di Thủ Nghệ Khai Đình Vũ, Lan Nhiệt Tâm Hương Bái Thánh Thần, nghĩa là đưa nghề từ làng Bồ ra xây dựng đình miếu, lòng dân thành kính tự hương lan dâng lên cúng tạ thánh thần. Hay Bạch Bát Chân Truyền Nê Tác Bảo, Hồng Lô Đào Chú,
thổ thành kim, nghĩa là từ Bồ Bát, nghề được lưu truyền biến bùn thành của quý, qua tôi luyện trong lò lửa, đất hóa thành vàng. Đình làng Bát Tràng còn nổi tiếng với 44 đạo sắc phong của các triều đại phong kiến Việt Nam và một đạo phong cho đền mẫu. Một điều đặc biệt là trong lục vị thành hoàng được thờ tại đình Bát Tràng có Đức Uy Dương Bạch Mã Đại Vương Thượng Đẳng Thần, ngài là linh thần một trong tứ trấn của Thăng Long, Hà Nội. Sản phẩm làng gốm Bát Tràng rất phong phú, trong đó gạch Bát Tràng là thương hiệu nổi tiếng đã được nhắc đến trong nhiều câu ca dao xưa. Ước gì anh lấy được nàng, để anh mua gạch Bát Tràng về xây. Gạch Bát Tràng hiện hữu trong các công trình kiến trúc của Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, đình, đền, chùa, miếu, hồ, giếng của các làng xã Việt Nam trong cả nước. Cùng với gạch Bát Tràng, đồ gốm Bát Tràng cũng nổi tiếng trong cả nước và quốc tế. Gốm Bát Tràng có nhiều kiểu dáng, chủng loại, kích thước, phân loại theo chức năng. Đồ gia dụng có bát đĩa, ấm chén, vò, lọ, chậu. Đồ thờ cúng có lư hương, chân đèn, chân nến, phù hương, nậm rượu, chóe, vân vân. Và ngôi chùa Tiêu Dao nằm trên địa bàn làng Giang Cao, không chỉ có gạch, đồ thờ cúng mà phần lớn thiết kế của trụ trong chùa đều được làm từ gốm. Nhắc đến Bát Tràng là nhắc đến những ngôi nhà cổ. Xã có 23 ngôi nhà cổ đã được thành phố đưa vào danh sách bảo tồn từ năm 2001. Ngôi nhà cổ Nam Gia này là một trong số ít những ngôi nhà cổ có nét chạm khắc tinh vi đã được chủ nhân là nghệ nhân gốm Tô Thanh Sơn dành nhiều thời gian và công sức để phục dựng nguyên bản ngôi nhà trên nền cũ. Và đây thực sự như một góc bảo tàng sống của làng nghề gốm xứ Bát Tràng. Gốm Bát Tràng giờ đây không còn xa lạ với người dân trong nước và cả thị trường nước ngoài khi có mặt ở nhiều thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thật chẳng hoa khi nói gốm sứ Bát Tràng đã đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật và kỹ thuật chế tạo đồ gốm sứ ở Việt Nam. Để gốm có được danh tiếng và đi vào thơ ca thì không thể thiếu bàn tay, khối óc và tâm hồn của những người nghệ nhân. Nghệ nhân không phải là những người lao động bình thường. Ngoài sự khéo léo của đôi bàn tay, họ còn giữ trong mình cả những bí quyết, những kỹ thuật làm gốm được truyền từ đời này sang đời khác. Chính họ cùng những người dân khác đang nỗ lực gìn giữ và phát huy nghề truyền thống của tổ tiên. Với 27 di tích, trong đó có 6 di tích cấp thành phố, 23 nhà cổ, 16 nhà thờ họ, cùng hơn 1.000 hộ sản xuất kinh doanh các mặt hàng gốm sứ. Những năm gần đây, được sự đầu tư của Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, xã Bát Tràng đã xây dựng làng gốm Bát Tràng thành một điểm đến cuối tuần của nhiều người dân thủ đô với các sản phẩm du lịch độc đáo, giúp du khách khi đến đây được trải nghiệm trọn vẹn từ tham quan, mua sắm, lưu trú đến ẩm thực. Du khách sẽ được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống cầu kỳ của người Hà Nội xưa trong các không gian nhà cổ như nhà cổ kiến trúc Pháp ở thôn 1 Bát Tràng, ẩm thực Hòa Thu, nhà cổ Tràng An ở thôn 2 làng cổ Bát Tràng. Gần 200.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm, trong đó có hơn 10% khách quốc tế. Song song với việc duy trì các sản phẩm du lịch độc đáo, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm và xã Bát Tràng thời gian qua đã tập trung đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng, từ việc kết nối giao thông, các khu vui chơi giải trí, các dịch vụ mua sắm, hoàn thiện hệ thống các nhà hàng phục vụ khách du lịch. Như vậy là mình mới tìm hiểu sơ qua về phần thủ công nghiệp ha. Với cái ngành nghề tiêu biểu và tồn tại tới bây giờ, phát triển tới bây giờ, đó là nghề gốm Bát Tràng Hà Nội. Thì tiếp theo sau thì mình sẽ qua cái phần tiếp theo là thương nghiệp. Thương nghiệp tức là buôn bán. Như cô nói rồi, nông nghiệp là cái nền tảng của nền kinh tế phong kiến. Thì khi mình sản xuất hàng hóa thủ công ra nhiều thì mình cần phải có nơi tiêu thụ. Thời kỳ này thì buôn bán phát triển, nhất là vùng đồng bằng và ven biển như là Phố Hiến, Hội An, xuất hiện nhiều chợ,
phố xá đô thị. Cái hình nền phía sau chính là đô thị Hội An. Ở đằng ngoài có những cái đô thị nổi tiếng như Thăng Long, Phố Hiến. Ở đằng trong có Thanh Hà là tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội An là Quảng Nam, Gia Định tức thành phố Hồ Chí Minh mình bây giờ. Và buôn bán nước ngoài rất phát triển vào khoảng thế kỷ 17, nhưng về sau là do chúa Trịnh, chúa Nguyễn thi hành chính sách hạn chế ngoại thương nên thành thị suy tàn. Như vậy các bạn đã biết tại sao ngành kinh tế thương nghiệp của mình đang phát triển nhưng chúa Trịnh, chúa Nguyễn lại thi hành chính sách hạn chế ngoại thương, tức là hạn chế buôn bán với nước ngoài, chỉ buôn bán với những nước trong khu vực như là Trung Quốc hoặc những nước trong khu vực Đông Nam Á thôi, và đặc biệt là hạn chế với phương Tây. Các bạn nhớ lại cái bài số 2 học kỳ 1, sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Thì lúc này trên thế giới chủ nghĩa tư bản rất phát triển, người ta đang cần nhu cầu về thị trường nguyên liệu và nhân công bằng bạc. Chính vì vậy người ta rất thích đi qua khu vực châu Á. Cho nên chúa Trịnh, chúa Nguyễn là thi hành hạn chế ngoại thương, bởi vì sao? Bởi vì sợ nước ngoài xâm lược mình. Chính vì những chính sách hạn chế ngoại thương như vậy làm cho thành thị của nước ta suy tàn dần vào khoảng thế kỷ 18. Thì bây giờ mình sẽ xem thêm một, các bạn nhớ nha, hình cây viết nè, các bạn nhớ viết bài ha, viết không kịp rồi lát tu lại viết bài vô tập với cô nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem một đoạn phim về Phố Hiến và Hội An. Phố Hiến Hưng Yên vốn là một đô thị càng tấp nập của những hoạt động công thương nghiệp ở đàng ngoài vào thế kỷ 17-18 và đã đi vào trong câu ca quen thuộc thứ nhất Kinh Kỳ, thứ nhì Phố Hiến. Qua thời gian, Phố Hiến đã khẳng định cho mình một vị trí khá nổi bật trong hệ thống đô thị Việt Nam thời bấy giờ, chỉ đứng sau Kinh Kỳ Thăng Long. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cùng với sự biến đổi của tự nhiên, Phố Hiến ngày nay chỉ còn lại một quần thể di tích, kiến trúc nghệ thuật với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, cùng những thuần phong mỹ tục, những làng nghề thủ công, những nét nghệ thuật dân gian độc đáo. Có thể xem đây là một tụ điểm của nghệ thuật xứ Đông, thấp thoáng có phong cách kiến trúc của người Trung Hoa và kiến trúc châu Âu như nhà thờ Gothic trên đường Bãi Sậy. Hiện nay, những dấu vết về các thành quách, những khu phố cổ, nhà dân, thương điếm và các cơ sở sản xuất thủ công đánh dấu một thời kỳ vàng son của Phố Hiến còn lại rất ít và mờ nhạt. Trên một cái không gian có diện tích là khoảng 5 cây số vuông như thế mà có đến hơn 150 di tích như Phố Hiến, thì đấy là cái đặc trưng của sự phong phú mặt tập trung về mặt số lượng mà rất ít nơi có thể có được, chứ đừng nói là mơ đến cái điều đó. Trong số này đã có 17 di tích được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa của quốc gia. Điển hình nhất là Văn Miếu Xích Đằng được thành lập vào năm 1803-1804 trên nền cũ của khu vực Chùa Nguyệt Đường. Sau khi thành lập tỉnh Hưng Yên vào năm 1831, Văn Miếu Xích Đằng trở thành Văn Miếu của tỉnh Hưng Yên. 8 năm sau khi thành lập tỉnh, Văn Miếu Xích Đằng được tiến hành tu sửa lớn vào năm Minh Mệnh thứ 20-1839. Hiện vật quý giá nhất trong Văn Miếu còn lưu giữ được đến ngày nay, đó chính là 9 tấm bia đá khắc tên tuổi, quê quán, chức vụ của 161 vị Đỗ Đại Khoa ở trấn Sơn Nam xưa. Những tấm bia Đại Khoa ở Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên đã không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ tên tuổi, sự nghiệp của các bậc đại khoa của Hưng Yên mà của cả đất nước nữa. Cái giá trị ở chỗ ấy, nó còn được kèm vào đây cái truyền thống tôn sư, trọng đạo, tôn trọng trí tuệ, trí thức và trí giả. Đấy là cái truyền thống mà chúng ta quen gọi là văn hiến thi thư, không phải là bất cứ tỉnh nào cũng có được cái tòa văn miếu của mình,
Như vậy văn miếu Hưng Yên, văn miếu Xích Đằng, Phố Hiến ấy, là nằm trong số ít những tòa kiến trúc thờ phụng ông tổ của nho giáo và nho học. Muốn được chiêm ngưỡng và thưởng thức những nét văn hóa độc đáo của người dân Phúc Kiến Trung Quốc thì đến tham quan đền Thiên Hậu, Đông Đô Quảng Hội, Võ Miếu với những kiến trúc hoành tráng, đồ sộ, khẳng định quá trình buôn bán thịnh vượng, phát đạt của người dân Trung Quốc khi di cư sang Phố Hiến. Đền Thiên Hậu được xây dựng từ năm 1640. Đây là công trình mang đậm màu sắc kiến trúc Trung Hoa trên nhiều phương diện như tam quan, nhà tế, mái đền, đào góc và kết cấu phì kèo. Theo truyền ngôn của Kiều Dân thì công trình được làm sẵn ở Trung Quốc rồi trở sang Việt Nam cất dựng. Đền Bà Thiên Hậu hoàn toàn là Trung Hoa, nhưng mà ở trong cái nghi môn của cái đền này, chúng ta thấy rõ ràng là cái chạm trổ ở trên nghi môn ấy có những con rồng với cái đao mác là sản phẩm của Việt Nam hoàn toàn, mà Trung Hoa không có. Cái sản phẩm ấy nó mang cái nghệ thuật của cái thế kỷ thứ 17 và đầu 18. Như vậy thì ngay trong cái kiến trúc này nó đã có một cái sự gọi là hoa thờ Bà Thiên Hậu thật đấy, nhưng nó đã là một cái sự kết hợp văn hóa của người Hoa và người Việt một cách rất là rõ ràng. Nét kiến trúc Trung Hoa còn được thể hiện tại Đông Đô Quảng Hội thuộc khu vực Phố Hiến Hạ. Đây là một hội quán của người Hoa, là nơi hội họp của các thương gia nước ngoài nhưng chủ yếu là người Trung Quốc đến làm ăn, buôn bán tại vùng Phố Hiến thế kỷ 16-17. Đồng thời, đây cũng là nơi thờ Tam Thánh và Đức Thánh Mẫu Thự Thiên. Còn Đền Mẫu là một trong những danh lam thắng cảnh đẹp nhất của Phố Hiến, nơi có hồ Bán Nguyệt với phong cảnh hữu tình, mặt nước trong xanh phẳng lặng, bốn bề cây xanh rậm mát. Một bên là phố Nguyệt Hồ, một bên là đê Đại Hà. Không gian thoáng đãng là nguồn thi hứng cho nhiều tao nhân mặc khách. Đền Mẫu cũng nổi tiếng bởi có cây xanh xì đa cổ thụ ngót 800 năm ở phía trước cửa đền. Về thăm lại Phố Hiến xưa qua di tích đình Chùa Hiến, trước cửa Chùa Hiến có cây nhãn tiến nổi tiếng lâu đời. Nhà bác học Lê Quý Đôn đã từng mô tả, mỗi lần bỏ vào miệng thì tận trong răng lưỡi đã nảy ra vị thơm tựa như nước thánh ngọt trời cho. Mỗi mùa nhãn chín, nhãn được hái dâng Đức Phật, cúng thần hoàng và để quan lại địa phương mang tiến cho vua chúa nên gọi là nhãn tiến. Trước sân chùa có hai tấm bia, đây là những tấm bia cổ nhất, lưu trữ nhiều tư liệu lịch sử, nói lên quá trình tụ cư của thương cảng Phố Hiến. Ổn định được phần đất của mình, các chúa Nguyễn không ngừng mở rộng bờ cõi về phía nam, đồng thời phát triển các hoạt động ngoại thương một cách sôi nổi. Trong bối cảnh đó, Hội An nổi lên như một thương cảng tiêu biểu cho các hoạt động mua bán. Nhưng thật ra, thương cảng Hội An đã hình thành từ trước đó rất lâu. Trong nhiều thế kỷ trước, nơi đây đã từng là một thương cảng trọng yếu của người Champa. Tuy nhiên, phải đến nửa đầu thế kỷ 17, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đằng trong, Hội An mới trở thành trung tâm mậu dịch lớn của nước Đại Việt. Theo sử cũ ghi lại, đây là một trong những thương cảng sầm uất của vùng biển Đông Nam Á với sự hội tụ của các thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Anh, Pháp. Không chỉ là trạm trung chuyển của các tàu buôn trên thế giới, Hội An còn đưa những sản vật của Đại Việt như tơ tằm, gốm, yến xào, quế đi đến các nước Nhật Bản, Đông Á, phương Tây. Với nhiều chính sách ưu đãi, các chúa Nguyễn đã biến Hội An trở thành cửa ngõ thông thương của đàng trong ra thế giới. Qua nhiều thăng trầm của dòng lịch sử, thương cảng Chủ Phú Hội An dần chuyển giao vị trí cửa ngõ của mình cho Đà Nẵng. Từ đó trở đi, thương cảng Hội An như bị quên lãng cùng với dòng thời gian. Nhưng trong cái rủi bị quên lãng, Hội An đã gặp một cái may. Đó là Hội An tránh được những biến động của làn sóng đô thị hóa hiện đại, bảo tồn tương đối một cách nguyên vẹn dung mạo xưa cho đến ngày nay.
đoàn khám phá Việt Nam không mấy khó khăn để tìm lại diện mạo của thương cảng xưa trong thành phố Hội An. Đến với Hội An ngày nay, mọi người sẽ ngỡ ngàng trước một thế giới cổ kính. Cả không gian và thời gian đều lắng đọng trong những nếp nhà gỗ cổ xưa. Di tích bến cảng, dãy nhà cổ hai tầng quay lưng về phía sông ngoài, các hội quán của người Hoa, những ngôi mộ người Nhật đang còn tồn tại trong thành phố Hội An như một tấm gương phản ánh quá khứ huy hoàng xưa. Những loại hình kiến trúc phong phú đa dạng đó, cùng với lối sống phong tục tập quán, lễ hội của cộng đồng cư dân Hội An, đã tạo nên một sắc thái văn hóa riêng Hội An, vừa mang tính bản địa, vừa có sự hài hòa giữa các yếu tố nước ngoài. Khi tìm lại diện mạo của thương cảng Hội An, đoàn chúng tôi không thể bỏ qua chùa Cầu. Chùa Cầu không đơn giản là hình ảnh biểu tượng của Hội An, đây còn là minh chứng sinh động nhất cho nhịp cầu giao thương của người Việt với thế giới tại Hội An. Chùa Cầu là một sự kết hợp của nhiều nền văn hóa của những nhóm cư dân đã từng sống ở đây. Chùa Cầu được xây dựng theo lối kiến trúc Thượng Gian Hạ Kiều, vốn là loại hình kiến trúc nổi tiếng của Việt Nam. Giữa cầu có gian thờ Bắc Đế Trấn Võ, theo kiểu người Hoa. Hai đầu cầu lại thờ chó đá, khỉ đá, vốn là linh vật nằm trong tín ngưỡng của người Nhật. Cho đến nay, niên đại và ai là chủ nhân xây dựng cây cầu vẫn còn là một điều gây nhiều tranh cãi. Nhưng phần lớn đều nghiêng về các thương nhân Nhật Bản. Chính vì thế, chùa Cầu còn hay được gọi là Cầu Nhật Bản. Chùa Cầu còn gắn liền với truyền thuyết phong thủy của người Nhật là họ xây cầu để trấn yểm con cù hay gây thiên tai bên xứ sở của họ. Nhìn rõ được vai trò của chùa Cầu là biểu tượng của sự giao thương, nên ngay từ năm 1719, Chúa Nguyễn Phúc Chu đã ban tặng tên cầu là Lai Viễn Kiều, với hàm ý sẵn lòng đón đợi bạn phương xa đến. Đây quả là một cách thể hiện chính sách thương mại tinh tế của người xưa để Hội An phát triển phồn thịnh trong thời gian dài sau đó. Từ chùa Cầu, chúng tôi tìm đến bến thương cảng xưa. Từ biển cửa đại, các tàu thuyền ngược vào sông Thu Bồn để cập bến Hội An. Nhưng rồi với sự biến động của dòng chảy, bến tàu buôn Sầm Uất đã không còn nữa. Những chuyến tàu chở nặng hàng hóa ghé cảng Hội An thưa dần rồi biến mất. Bến cảng trở thành một bến sông nhỏ cho dân địa phương tập trung buôn bán các sản vật trong vùng. Ngày nay, lúc trời chưa kịp sáng thì dân trong vùng vẫn giữ thói quen đưa thuyền bè hội tụ về đây trao đổi mua bán. Nhưng khi trời sáng thì họ bắt đầu tản ra, tỏa đi khắp nơi trong vùng, nhường lại bến sông cho du khách, những người tạo nên sự phồn thịnh mới của Hội An. Nhìn những con tàu du lịch neo đậu nơi đây cùng dãy phố trầm mặc soi bóng xuống dòng sông Hoài, đủ gợi cho chúng tôi tưởng tượng về một bến cảng xưa Sầm Uất. Tuy là một thương cảng từng có vị trí tự nhiên vô cùng thuận lợi, nhưng không ít tàu buôn đã rơi vào tình huống nguy hiểm và bị đắm trước khi đến đích. Chính nhờ đó, các nhà khảo cổ mới có dịp khai quật tìm ra những hiện vật minh chứng cho một Hội An phát triển xưa. Giờ đây, hiện vật của những chuyến tàu đắm góp phần quan trọng cho mọi người nhận diện ra gương mặt của thương cảng ngày ấy. Cuộc khai quật ở con tàu đắm Cù Lao Chàm vào những năm 90 của thế kỷ trước đã trục vớt được 340.000 cổ vật, trong đó có 250.000 còn nguyên vẹn, với trên 40 loại hình khác nhau, chủ yếu là gốm sứ Chu Đậu. Chuyến tàu cổ Cù Lao Chàm mang ý nghĩa quan trọng, giúp các nhà khảo cổ học xác định được hành trình giao thương trên biển giữa Việt Nam và các nước khác. Đây là một hành trình được mệnh danh là con đường tơ lụa trên biển. Hiện nay, hơn 430 hiện vật là các loại gốm sứ đến từ Trung Cận Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan được tìm thấy tại các gia đình, tàu đắm trong khu vực của thành phố Hội An đang được giới thiệu tại Bảo tàng Gốm sứ Mậu Dịch Hội An. Đến đây, mọi người sẽ hiểu thêm về những hoạt động buôn bán xưa.
qua các di chỉ khảo cổ thì đã phát hiện rất nhiều những cái từ cái thời tiền sơ sử, thì ở Hội An người ta đã thấy có dấu vết của cư trú của người bản địa. Sau đó là vào thế kỷ thứ tư, thứ năm là có dấu vết của các gốm Islam ở Thổ Nhĩ Kỳ ấy, các vùng Trung Cận Đông, các đồ trang sức mã não và các loại hình gốm, gốm Trung Hoa, gốm Nhật Bản, vân vân. Thì đó là một cái vết tích khảo cổ học để chứng minh. Thứ hai nữa là các dấu vết của gốm sứ, các thời kỳ mà con tàu đám của Lâm Trà mà chúng ta khai quật đấy, thì đấy chứng tỏ là Hội An là một cái nơi mà các thương thuyền quốc tế đều ghé lại, đi qua và ghé lại với những cái hiện vật hiện có trong bảo tàng, cũng như là chúng ta thấy là có dấu vết những cái thương thuyền, những cái sóng, những cái sóng của cái cấu thuyền, cái cột của thuyền, vân vân, thì còn vẫn còn trong bảo tàng. Một dấu ấn quan trọng không thể không nhắc đến khi nói về thương cảng Hội An chính là vai trò của người Hoa. Có thể nói, chính những di tích, kiến trúc và văn hóa sinh hoạt của cộng đồng thương nhân người Hoa để lại góp phần tạo nên Hội An đặc sắc như ngày nay. Những dãy nhà phố cổ này xưa kia chính là những thương điếm giao dịch, cửa hàng trên bờ của các thương nhân trong và ngoài nước. Ngày nay, các dãy nhà phố không còn công năng phục vụ cho thương cảng mà đã chuyển sang phục vụ du khách, một nguồn kinh tế mới nuôi sống Hội An. Không phải là thương cảng cổ xưa nhất hay quy mô nhất, nhưng với sự phồn thịnh trong vòng hai thế kỷ, Hội An đã hình thành nên một sắc thái riêng biệt, vừa có những nét chung của một đô thị thương cảng cổ Việt Nam, vừa có sự giao lưu hòa nhập của kiến trúc văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Như vậy là nãy giờ mình đã tìm hiểu được phần kinh tế của nước ta, đằng trong đằng ngoài, gồm có ba ngành kinh tế chính: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Và mình cũng đã xem Nguyễn Hữu Cảnh đã kinh lý phía Nam là phụ gia đình như thế nào, gốm Bát Tràng, phố Hiến, Hội An. Bây giờ mình sẽ đi qua phần hai La Mã. Phần này là cô sẽ đi sơ lược thôi, tại vì theo hiện tại là hướng dẫn các bạn sẽ tự học ha. Thì trong phần văn hóa này gồm có ba nội dung chính. Thứ nhất là tôn giáo. Tôn giáo mình gồm có những tôn giáo, thứ nhất là Nho giáo là mình biết rồi nè. Nho giáo thì vẫn được chính quyền phong kiến đề cao. Thứ hai, Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế ở thế kỷ 15, nay được phục hồi và quan trọng. Thứ tư, đó là xuất hiện một tôn giáo mới, đó là Thiên Chúa giáo. Thì Thiên Chúa giáo xuất hiện từ năm 1533, thì các giáo sĩ người Bồ Đào Nha đã theo thuyền buôn của người phương Tây đến nước ta để truyền đạo Thiên Chúa giáo. Từ đó, Thiên Chúa giáo có mặt nước ta. Và còn đây là chữ Quốc ngữ, là tiền thân của chữ viết của mình ngày nay. Thì là những cái bản phiên âm lại. Tại vì sao? Những người giáo sĩ phương Tây muốn đến nước ta truyền đạo Thiên Chúa giáo thì họ vào Việt Nam, họ không hiểu được Việt Nam nói như thế nào, thì họ mới dùng cái chữ cái Latin để ghi âm lại tiếng Việt. Đây là những cái chữ quốc ngữ ở giai đoạn Manh Nha, các bạn nhìn nè, đây là phiên âm đó. Và người được coi là có công trong việc sáng tạo chữ quốc ngữ đó là Alexandros. Ông này đã tập hợp lại tất cả những tài liệu và viết ra cái cuốn từ điển Việt Bộ Latin. Cái này, ông này là người có công trong việc sáng tạo chữ quốc ngữ ở nước ta. Và đặc biệt ở bên Thiên Chúa giáo thì họ rất là tôn trọng ông này, và họ ông ta là cha đất lộ. Đây, mình sẽ xem về nghệ thuật văn học, nghệ thuật dân gian. Mình sẽ xem một đoạn phim ha, về chùa Chuông. Trong quần thể di tích của Phố Hiến, ngôi chùa Chuông ở thôn Nhân Dục, pháp danh Kim Trung Tự, được ngợi ca là đệ nhất danh lam. Dấu ấn kiến trúc và tư liệu thành văn chính thống cho thấy, di tích này được xây dựng quy mô tráng lệ vào thời vua Lê Dụ Tông, đầu thế kỷ 18. Hệ tượng Phật chùa Chuông với cấu trúc bài trí kinh điển, thể hiện tinh thần cứu độ và tiếp dẫn chúng sinh hướng về an lạc. Bầu không khí xã hội thời Lê Trung Hưng tác động đến xu hướng phục hưng Phật giáo.
Tinh thần hộ trì quán thế, khuyến thiện, trừng ác toát lên với sự hiện diện của các ngôi vị tượng Phật ở chùa Chuông như Hộ Pháp, Thiên Vương, Kim Cương, La Hán. Đặc biệt, sự nhấn mạnh cảnh tượng nghiệp báo, Diêm Vương phán xử tội nhân có ý nghĩa gian ngừa điều xấu và cái ác, vẫn thường hằng ở thế gian. Kim Trung Tự, Chùa Chuông Vàng, bảo tồn khối di sản văn hóa lớn. Tấm bia hai mặt khắc minh văn, ghi cổ tích xã Nhân Dục và lịch sử dựng chùa trong mối quan hệ với phố Hiến đương thời. Cây hương đá, bốn mặt khắc văn là cả pho sử ký với nguồn tư liệu quý. Huyền tích chuông vàng trôi về làng Nhân Dục trong cơn hồng thủy. Chuyện chuông đồng khánh đá, giếng nước chùa Chuông đậm chất nhân văn, mãi còn ngân vọng trong tâm tưởng. Chuông sương nhấc gợi, hồn kim cổ, lầu gió đi về, bóng xác không. Như vậy là mình cô mới nói sơ về phần 2 La Mã ha, nhắc lại nha. Phần 2 La Mã là giảm tải, thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bảng thống kê. Cho đây là cái form thống kê. Các bạn sẽ đọc sách giáo khoa, dựa vào sách giáo khoa những cái nội dung chính và điền vào đây. Các bạn nhớ hình kia viết và sau đó viết kỹ cái phần này. Như vậy nãy giờ mình tìm hiểu qua là hai phần của bài 23 này. Rất là rõ ha, chia làm hai mặt, đó là kinh tế và văn hóa. Kinh tế gồm 3 ngành, nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp. Nước ta lúc này chia rất là rõ là đàng ngoài và đàng trong, là từ con sông danh ha. Thứ nhất các bạn nhìn nè, đây là hình ảnh phủ chú Trịnh, đặc trưng của đàng ngoài. Có những ngành phát triển là gốm Bát Tràng nè, gốm Bát Tràng. Rồi văn miếu Xích Đằng ở phố Hiến ha, chùa Chuông ở phố Hiến. Còn về đàng trong là nhớ Lũy Thầy ha. Đây được coi thành trì để bảo vệ đàng trong chống lại những cuộc tấn công từ bên đàng ngoài. Nổi tiếng bên đây là gì đây? Nguyễn Hữu Cảnh mở mang bờ cõi và sự kiện năm 1698. Và thương cảng Hội An của nước ta. Đó. Và đặc biệt lúc này là gì? Xuất hiện chữ quốc ngữ. Ha. Là tiền thân của chữ viết của mình bây giờ. Rồi, coi như nãy giờ mình đã tìm hiểu hết bài 23, bây giờ nhắc nhở ha. Thứ nhất, viết bài đầy đủ, viết cho tập những slide có khi viết bài cho tập cho cô nha. Thứ hai, làm bài tập củng cố, sẽ có đường link gửi đến cho các bạn thông qua giáo viên chủ nhiệm. Rồi bài 24 mình sẽ không học, hiện tại không học, và mình đọc trước bài 25, phong trào Tây Sơn. Rồi chào tạm biệt các bạn học sinh khối 7, chúc một buổi học vui vẻ.